Vâng, còn liên quan đến những cảnh báo của Bệnh viện Nhi Trung ương về tình trạng gia tăng đột biến trẻ mắc adenovirus. Theo đó, thì số ca nhập viện vì nhiễm virus này tăng mạnh từ tháng 8 và đến nay đã có 6 trường hợp tử vong. Một số chuyên gia cho biết adenovirus không phải là virus mới. Nếu các bác sĩ chuyên khoa nhi hay hô hấp đều biết rõ về loại virus này, giống như là ASV, virus hợp bào và cúm, adenovirus thường hoạt động quanh năm, gây bệnh hô hấp ở con người và đặc biệt là trẻ nhỏ. Tùy theo thể trạng cụ thể, trẻ em khi nhiễm adenovirus sẽ có các triệu chứng như là bị nóng sốt, ho, sổ mũi, cảm, viêm đường hấp. Trẻ diễn tiến nặng nhưng có biểu hiện với triệu chứng rầm rộ, thở mệt tới mức phải đi viện. Thông thường khi mà trẻ trở nặng là do miễn dịch kém hay là do nhiễm thêm các loại vi trùng, nhất là những vi trùng kháng thuốc. Ngoài gây bệnh ở đường hô hấp như là viêm họng họng cấp, viêm họng kết mạc, viêm đường hô hấp cấp hay là viêm phổi thì các bác sĩ cũng cho biết adenovirus cũng là tác nhân gây ra những đợt dịch đau mắt đỏ.